Một vụ xả súng đã xảy ra tại một trường trung học ở thành phố Knoxville của Mỹ, khiến cho nhiều người bị thương, trong đó có một cảnh sát Cơ quan Cảnh sát thành phố Knoxville thuộc bang Tennessee miền đông nam của nước Mỹ xác nhận có nhiều người, trong đó có một cảnh sát đã bị trúng đạn trong một vụ xả súng tại trường trung học Austin East Magnet của thành phố này vào chiều 12 tháng 4 theo giờ địa phương. Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh sát và các đơn vị cứu hỏa đã được triển khai xung quanh ngôi trường này. Kênh truyền hình địa phương Ten News đưa tin ngôi trường đang được đặt trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt và phụ huynh được yêu cầu đến cổng sau để đón các em học sinh. Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh tổng thống mỹ joe biden đang chuẩn bị đưa ra những đề xuất nhằm mở rộng việc kiểm soát súng đạn